Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Con gái Đoàn Di Băng một tuổi kiếm chục tỷ đồng, mỗi ngày ăn toàn món xa hoa giới quý tộc. Nhà Đoàn Di Băng có một đội ngũ đầu bếp nấu ăn cho các bé riêng, có thực đơn theo từng bữa. Nói về độ chịu chi trong vấn đề nuôi con, đại gia nhà 400 tỷ nổi tiếng Đoàn Di Băng chắc chắn nằm trong những top đầu của những gia đình giàu có của sao Việt. Trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu, con số tiền mà Đoàn Di Băng đưa ra khi chi tiêu mỗi tháng cho ba cô con gái là khoảng 100 triệu đồng, khiến ai nấy đều trầm trồ. Tuy nhiên, nhiều người còn cho rằng con số chính thức có lẽ còn vượt xa ngưỡng đó bởi nhìn vào những chia sẻ thường ngày của cặp bố mẹ đại gia, đủ để thấy được các con đoàn di băng có cuộc sống vô cùng sung túc, như mỗi bé có một bảo mẫu riêng, có vệ sĩ bảo vệ, quần áo và giày dép, phụ kiện mỗi lần mua phải chất cao như núi, thậm chí thực đơn ăn uống mỗi ngày của các nhóc tỳ cũng rất đa dạng, giàu dinh dưỡng và có nhiều món chắc chỉ các bé nhà giàu mới được thưởng thức tới. Một bữa ăn bình thường của gia đình đoàn Di Băng được trang trí rất cầu kỳ. Theo đoàn di băng, các con cô đều đã lớn nên ăn theo thực đơn của cả gia đình. Cô bé Biên được chăm chút kỹ càng từng món ăn mỗi bữa. Mới đây, nữ đại gia sinh năm 1990 chia sẻ một vài bức ảnh cô con gái út của cô bé Biên Biên đang ăn ở bàn ăn của gia đình. Mặc dù bữa ăn được chuẩn bị khá đơn giản với một món duy nhất là cơm tắm, thịt nướng, trứng hấp, sốt và một chút rau nhưng lại được bày bố trang trí cầu kỳ như ở nhà hàng cao cấp rất đẹp mắt. Bé Biên Biên đang vô cùng thích thú thưởng thức bữa ăn của mình nhiều người cho rằng chắc chắn món ăn này được vợ chồng đoàn di băng chuẩn bị cho con gái không hề đơn giản quả đúng như vậy bởi thực chất gia đình đoàn di băng có một đội ngũ nhà bếp riêng chuyên nấu ăn phục vụ cho gia đình và nghiên cứu nấu những món dinh dưỡng cho cả ba nhóc tỳ đang ở tuổi lớn nhóm đầu bếp nấu ăn cho các con đoàn di băng được tuyển chọn kỹ càng các nhóc tỳ được đổi món liên tục để không bị ngán ăn thực đơn mỗi bữa được vợ chồng đoàn di băng duyệt Trước đó, Đoàn Di Băng cũng từng chia sẻ một vài thực đơn ăn trong ngày của các con và gia đình được thay đổi theo từng bữa với đầy đủ các món từ Á, Âu đến Việt Nam. Từ những món thịt, cá đến rau củ quả đều phải đảm bảo có trong một bữa ăn bình thường hơn hết các món ăn còn được đầu bếp nấu nướng kỳ công với những gia vị đặc biệt để các con đoàn di băng cảm thấy hứng thú với đồ ăn hơn khi các con đã chán với các món ăn được nấu ở trong gia đình đoàn di băng cũng sẵn sàng đổi vị cho con bằng những món ăn đặt ở ngoài về như cua hoàng đế tôm hùm ốc bào ngư cá hồi thi thoảng đổi vị cho các con bằng việc đặt món ở ngoài hàng về nhà để có được nguồn kinh tế nuôi các con cuộc sống đủ đầy như thế này, bản thân vợ chồng Đoàn Di Băng phải kinh doanh rất nhiều mặt hàng và vô cùng vất vả. Song song bên cạnh đó, cũng nhờ sự nổi tiếng mà chính các con Đoàn Di Băng dù còn nhỏ nhưng cũng đã kiếm ra tiền giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Ba con nhà Đoàn Di Băng, mỗi bé có một fanpage riêng để thu lợi nhuận. Riêng bé Út Bin Bin, theo tiết lộ của Đoàn Di Băng, cô bé đem lại lợi nhuận cao nhất cho cả gia đình mà chính cô cũng phải bất ngờ, nhất là Bin Bin đi. Tiếng đầu tiên sau khi con chào đời, em đăng tải tấm hình con trên Facebook của em. Anh biết nó thu về bao nhiêu lượng tương tác, kéo theo doanh số của công ty em tăng như thế nào không? Gấp 10 lần. Em nói thật, em chưa bao giờ tưởng tượng công ty em có thể tăng doanh số như vậy. Kể từ khi Binh Binh sinh ra đời, kể từ sau đó rất nhiều nhãn hàng muốn bốc Binh Binh để PR. Hiện tại bây giờ một clip có Binh Binh xuất hiện để review, em đã thu về hơn 100 triệu rồi. Anh nghĩ đi, con gái em mới một tuổi đã kiếm cả chục tỷ rồi đó anh. Được biết hiện tại cả ba cô công chúa nhà đoàn Di Băng không những nổi tiếng mà rất được yêu mến trên mạng xã hội. Các nhóc tỳ sở hữu cuộc sống ngậm thì vàng trong căn biệt thự hàng trăm tỷ đồng của bố mẹ, tương lai được kế thừa. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.